Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thăng Ba Chu Kỳ Hàng Năm. Mình là Minh Trí. Video này mình sẽ giới thiệu với các bạn deck của bộ bài máy móc, hay chính xác hơn đó là deck của bộ bài sử dụng những lá bài XYZ. Tại sao mình lại giới thiệu bộ bài này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng lượt qua deck của những lá bài mà top đầu server mình nhé. Hiện tại thì mình đang chơi server 243 bên Trung Quốc. Mình xin nhắc lại nhá, 243 bên Trung Quốc. Mình thì thường auto mà thôi, thường auto trong đấu trường và cũng leo được hàng 102. Chúng ta sẽ xem deck của bộ bài top 1 nhá. Đây là những lá bài ít đi dạy cho các bạn. Nhân vật này sử dụng những lá bài deck ít đi dạy cũng như là chiến binh và một số lá bài khác. Chúng ta sẽ xem qua top 2 nha. Mình sẽ lượt qua một vòng để xem top 10 ở bên mình sử dụng những lá bài gì. Vẫn là XYZ nha các bạn. XYZ kết hợp với Triệu Hồi Demon, Dũng Sĩ Diệt Rồng và Cà Rồng nữa. Nhân vật này sử dụng 20 lá bài quái vật, 20 lá bài còn lại đó là những lá bài thép và những lá bài bảy. Top 3 nha. Top 3 cũng sử dụng những lá bài ít giải thích các bạn. Như vậy là hiện tại ở server mình top 3 đều sử dụng những lá bài ít giải. Như vậy là chúng ta có thể hiểu được sự hiệu quả của những lá bài này. Đây là những con bài giống hợp mà nhân vật này sử dụng. Đây là một nhân vật đặc biệt hơn. Khi ngoài những lá bài ít giải, anh ta còn dùng những lá bài máy móc của Bendigo. Như vậy là những nhân vật này chơi thuần những lá bài máy móc. Top 4 nha. Top 4 thì hơi lạc loài thôi các bạn. Anh ta sử dụng những lá bài rung của cái ba phong thủy thời gian của Yonichi, Triệu Hồi Demon của Yugi, rất là lúng tam tung. Đây cũng là những lá bài rất đơn giản nha các bạn. Ở bên Trung Quốc thì để sử dụng những lá bài này rất đơn giản. Top 5 nhá. Top 5 cũng sử dụng những lá bài rất đơn giản. Vậy thì mình sẽ đi sâu vào chi tiết deck của những vật top 3 nhá. Một những vật sử dụng những lá bài máy móc, thuần về máy móc, hoàn toàn thuần về máy móc. Anh ta dùng 3 con bài ít này. Đây là một con bài có tích rất tốt, đồng thời nó nhận hỗ trợ tổ tư là bay Y và Z. Ba là bay X, một là bay Y, một là bay Z, hai là bay Triệu Hồi Demon. Các bạn có thể thấy sự hiệu quả của Triệu Hồi Demon như thế nào. Người ta sử dụng Triệu Hồi Demon rất nhiều nhá. Đây là một con bay có sự phòng ngự rất tốt, khi nó có thể đỡ đòn được một lượt. Những lá bài còn lại là những lá bài máy móc và có số 6 rất cao. Các bạn thấy đây, 7 sao, 8 sao. Một lá bài hồi sinh, hù tham vọng, sụng dày, kiếm cánh bướm. Hai lá bài kiếm cánh bướm. Con bài này là liên quan đến robot, mình cũng chưa dịch được, các bạn thông cảm nhá. Con bài này tăng 200 điểm cũng có thủ cho một lá bài máy móc. Ba là chẳng phạt đòn, hai là bài nổ tung, một là bài vô hiệu hóa, một khâm bày, ba hù tham vọng, ba chuẩn bị dung hợp, một là bài cưỡng chế trang bị. Và mình nghĩ rằng đây là một lá bài hỗ trợ cho bộ bài máy móc. Ở phía dung hợp thì anh ta sử dụng những lá bài dung hợp của XYZ và một lá bài của Bendigo. Chúng ta sẽ sang top 2 nhá. Top 2 là có một bài phù thủy của Yugi, ba là bài X,
một là bài y, một là bài z, ba là bài kiếm sĩ lửa xanh của Yonchi. Đây là một con bài mà khi nó bị phá hủy nó sẽ có khả năng triệu hồi lại, nên rất được những cao thủ bên tàu ưu tiên. Con bài triệu hồi Demon cũng như vậy, kiếm sĩ diệt trùng, một là bài rung đen mắt đỏ, một là bài rung con, ba là bài bị ngủ thôi các bạn, cà chua. Hai là bài chiến sĩ này, một là bài rung gì đây. Đây là một con bài mà chúng ta quay đủ 400 điểm trong thám hiểm sẽ nhận được nhá. Một con bài rất lợi hại. Nhưng lại bài phép thì hầu như người ta cũng dùng dùng nhau. Ưu tiên vẫn còn ưu tiên là chẳng phải đó rất nhiều nha các bạn. Ở những server mới thì những lại bài phép nó chưa có sự hiệu quả cũng như là chưa có sự đa dạng, nên người ta vẫn ưu tiên là chẳng phải đòn ở những server mới rất nhiều. Ưu tiên ba là chẳng phải đòn, ba là bài bên tham vọng. Chúng ta sẽ đến với những lá bài dung hợp nhá. Rồng ba đầu, rồng ngàn tuổi, kỳ sĩ bao trợ, kỳ sĩ chiến thân tương đương, ba đi một tối, kỳ sĩ bầu trời và những lá bài của ITZ. Và bây giờ là những lá bài của top 1 nhá. Hai là bài Y, hai là bài X, có một chút khác biệt so với những lá bài kia, so với những top 2, top 3. Một là bài Y và hai là bài Z. Ba con bài kiếm sĩ lửa xanh và một số con bài cũng giống như là những top 2 và top 3. Về bài phép thì có vẻ cũng khá giống nhau thôi các bạn. Vẫn ưu tiên ba là chẳng phản đòn và những lá bài phép thông dụng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhá. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn chi tiết deck của ba nhân vật top 1, top 2, top 3 sử dụng những lá bài máy móc XYZ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhá. Nếu như các bạn yêu thích những lá bài XYZ thì hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều.